Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình livestream của hệ thống bệnh viện mắt Hitech vào khung giờ quen thuộc 15 giờ chiều thứ sáu hàng tuần. Thưa quý vị, người cao tuổi thì thường mắc một số các bệnh lý rất là phổ biến như là đau nhức xương khớp, đái tháo đường và một số các bệnh lý về mắt cũng bắt đầu xuất hiện như là đục thủy tinh thể, bệnh lý thiên đầu thấu hay là thoái hóa hoàng điểm và khô mắt. Và người già thì thường có tâm lý là chủ quan và đôi khi thì ngại đi bệnh viện cũng như là không để tâm nhiều tới việc chăm sóc mắt và vì vậy rất là dễ bỏ qua những vấn đề về mắt như chúng tôi vừa kể trên là những cái vấn đề có thể dẫn tới mù lòa. Chính vì vậy rất nhiều người thì tìm tới các bác sĩ của chúng tôi khi mà tình trạng về mắt của họ đã trở nên nghiêm trọng và lúc này thì làm cho các phương pháp điều trị cũng sẽ giảm hiệu quả hơn. Và nhân dịp tháng 10, tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, hệ thống bệnh viện mắt Hitech sẽ triển khai chương trình chi đặc biệt miễn phí khám mắt tổng quát cho người cao tuổi vào các buổi chiều thứ tư và thứ năm từ 13:30 đến 17:00. Và chương trình của chúng tôi sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 cho tới hết ngày 30 tháng 10 dành cho những bệnh nhân trên 50 tuổi. Và đây cũng là một cái lời cảm ơn sâu sắc của hệ thống bệnh viện mắt Hitech gửi tới những bệnh nhân cao tuổi sau thời gian mà chúng ta làm việc cũng như là cống hiến cho gia đình và xã hội. Và ngày hôm nay với chủ đề sáng mắt, sáng niềm tin, người cao tuổi, điểm tựa gia đình và xã hội, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị khán giả những thông tin và về những cái bệnh lý tại mắt thường gặp ở người cao tuổi. Và đồng hành cùng với tôi trong chương trình ngày hôm nay xin trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Ngô Thu Lan, hiện đang công tác tại khoa khám bệnh của hệ thống bệnh viện mắt Hitech, sẽ là người trực tiếp giải đáp những thắc mắc của quý vị. Xin chào bác sĩ Lan. Xin chào quý vị khán giả. Rất vui lễ buổi chiều thứ sáu hàng tuần, hệ thống bệnh viện chúng tôi sắp xếp thời gian để cho các bác sĩ chúng tôi có điều kiện được tham gia một buổi live stream, cũng rất hy vọng là mong nhận được sự tương tác tích cực về phía độc giả để giúp cho cái buổi live stream chương trình của chúng tôi thực sự hiệu quả và mang đến lợi ích cho chúng ta trong công việc chăm sóc mắt và sức khỏe cộng đồng. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Lan. Và thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi sẽ gửi tặng 10 suất quà tặng. Mỗi suất quà tặng trị giá 300.000 đồng tương đương với một buổi khám mắt miễn phí tại cả ba cơ sở của chúng tôi dành tặng cho 10 quý vị khán giả nhanh tay trả lời câu hỏi mà chúng tôi đưa ra trong đầu chương trình. Và câu hỏi của chúng tôi trong ngày hôm nay đó là bệnh lý tại mắt thường gặp nào ở người cao tuổi có nguy cơ dẫn tới mù lòa? Đáp án A là lão thị, B là đục thủy tinh thể và C là khô mắt. Vậy thì quý vị hãy để lại câu trả lời ngay tại chương trình này để chúng tôi có thể tổng hợp cũng như là công bố kết quả vào cuối chương trình ngày hôm nay. Vâng, câu hỏi đầu tiên xin gửi tới bác sĩ Thu Lan đó là khán giả Hoàng Lan có hỏi như sau. Chào bác sĩ, tôi năm nay 51 tuổi, đang đeo kính lão số 2 và thời gian gần đây tôi có cảm giác đau nhức ở mắt trái từng cơn và có cảm giác là đau nhức âm ỉ vùng hố mắt nữa. Kèm theo đó thì thỉnh thoảng nhìn mờ như là màn xương và có cả cơn đau kéo dài vài giờ sau đó và sau đó có thể trở lại bình thường. Các cơn đau này thì nó nhức tăng dần về tần suất và cường độ, cũng làm cho tôi cảm thấy nhìn mờ hơn nữa, thỉnh thoảng thì còn thấy nhìn như là có cuồng xanh đỏ. Tuy nhiên là vì bận rộn nên là tôi cũng chưa có điều kiện đi kiểm tra mắt, vậy thì bác sĩ có thể tư vấn cho tôi được không? Xin mời bác sĩ Lan giải đáp câu hỏi của Hoàng Lan. Thưa khán giả và cũng thưa tất cả các bạn độc giả, trong dấu hiệu mà bạn Hoàng Lan có đưa ra ấy, thì có một dấu hiệu hết sức chúng ta cần phải thận trọng, đó là dấu hiệu đau nhức mà kèm theo nhìn đèn cuồng xanh đỏ. Đó là một dấu hiệu tương đối đặc hiệu và điển hình trong bệnh là glaucoma góc đóng. Bản chất như trong dân gian chúng ta vẫn gọi là thiên đầu thấu. Bản chất bệnh là do sự tắc nghẽn sự lưu thông các dịch trong môi trường con mắt và dễ vẫn dẫn đến một cái chèn ép thần kinh mắt. Khi thần kinh mắt chèn ép và không có khả năng hồi phục, đó là một bệnh lý nghiêm trọng trong nhãn khoa. Vì vậy bạn có dấu hiệu đó kèm theo một thời gian bệnh như bạn nói cũng khá kéo dài thì sự rất mong là bạn nhanh chóng dành thời gian để đến cơ sở khám mắt chuyên khoa mắt là uy tín để chúng ta xác định đúng nguyên nhân của chúng ta mắc bệnh lý gì để xử lý. Còn tôi cũng nói qua về bệnh lý nghĩ nhiều đến vấn đề glaucoma góc nóng là có những cái dấu hiệu đau nhức nhìn đèn mờ của xanh đỏ. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một số bệnh lý khác ảnh hưởng, ví dụ có thể những trường hợp glaucoma góc mở cũng gây ra những hiện tượng như đau nhức âm ỉ, rồi vùng viêm xoang, rồi thậm chí những cái thoái hóa đốt sống cổ, đau đầu, tăng huyết áp cũng gây ra những dấu hiệu nhức mắt. Vậy điều rất quan trọng là chúng ta cần phải xác định nguyên nhân để điều trị đúng. Có những bệnh lý khi chúng ta phát hiện muộn thì thực sự bỏ qua cái giai đoạn để cứu được đôi mắt đấy. Nên với những dấu hiệu như bạn kể, tôi rất mong là bạn sớm đến cơ sở chuyên khoa mắt để chúng tôi khám và nhận định nguyên nhân bệnh để điều trị đúng.
Xin cảm ơn bác sĩ Lan. Vậy thì thưa khán giả Hoàng Lan, với những triệu chứng mà khán giả gửi về chúng tôi thì bác sĩ Lan có tư vấn rằng là chúng ta, việc đầu tiên chúng ta phải làm là nhanh chóng đi khám, bởi vì với những triệu chứng này của chúng ta hoàn toàn không nên xem nhẹ và để nó kéo dài thêm nữa. Và đặc biệt là chúng ta cần phải loại trừ một cái bệnh lý mà đe dọa nghiêm trọng tới thị lực của chúng ta là bệnh lý glaucoma, thì đồng thời mà bác sĩ Lan có chia sẻ. Vậy thì hy vọng khán giả Hoàng Lan sẽ nhanh chóng sắp xếp thời gian để tới thăm khám tại các bệnh viện cũng như là phòng khám chuyên khoa mắt. Và câu hỏi tiếp theo gửi tới bác sĩ Lan là đó là từ khán giả Hải Linh. Chào bác sĩ, mẹ cháu năm nay 66 tuổi và mắt nhìn vẫn khá là tốt. Tuy nhiên là dạo gần đây thì mắt của mẹ cháu bỗng nhiên bị thấy đau buốt giống như là có vật nhọn đâm vào trong mắt. Tuy nhiên thì cơn đau thường chỉ khoảng vài giây là hết. Và cháu cảm thấy rất là lo, không biết đây có phải triệu chứng của một bệnh nghiêm trọng gì hay không. Vậy bác sĩ giải đáp giúp cháu với được không ạ? Xin mời bác sĩ Lan. Một cái bệnh lý đau buốt mắt nhưng mà cũng thực ra là cũng diễn ra là không thường xuyên liên tục. Và nguyên nhân thì thực ra trong những trường hợp như này, nếu với chỉ một triệu chứng đơn giản như thế thì cũng khó để cho bác sĩ chúng tôi nhận định. Qua lời hỏi, qua câu hỏi của bạn thì tôi chỉ có thể tư vấn đến là có thể gặp những trường hợp bệnh lý nào gây ra dấu hiệu như vậy. Thứ nhất là cũng ít có khả năng là trên mắt có một cái tổn thương thực thể, vì khi đã tổn thương thực thể thì cái dấu hiệu nó sẽ khó chịu cả ngày bám theo mình, chứ không có chuyện là lúc này mịn và lúc khác bình thường. Thứ hai là những dấu hiệu mà thỉnh thoảng mới có những cái chói như thế, nhiều khả năng là có thể bị cái khô mắt khiến cho là đôi khi mình phải điều tiết, khi mình sử dụng đến mắt ấy, thì nó làm cho con mắt nó khó chịu, tăng cường hơn, và khi được nghỉ ngơi có thể dễ chịu hơn. Ngoài ra cũng ta cũng không loại trừ những cái bệnh lý khác, ví dụ có thể có những cái bụi hay cái gì đó bám vào mắt nhưng mà sau đó bụi có thể ra rồi nhưng nó để lại một tổn thương viêm, có những cái tổn thương nó không quá cấp tính, không quá trầm trọng, hoặc là dùng cái bản thân nước mắt của chúng ta cũng có một cái tính chất sát trùng nhẹ, nên với trường hợp viêm nhẹ thì nó có thể tự loại trừ được và sau đó bạn nhân lại cảm thấy dễ chịu. Đương nhiên khi nếu trường hợp mà mẹ bạn có những dấu hiệu này mà chúng ta xử lý với những cái đơn giản thông thường như cho mắt nghỉ ngơi, chai thuốc, chai nước muối sinh lý đỡ thì đó là điều tốt. Nhưng trong trường hợp chúng ta theo dõi, nếu thấy có những dấu hiệu nó khó chịu và tăng dần hoặc là tần số không có giảm, và thì thực ra chúng ta cũng không chủ quan và nên đi khám để tìm nguyên nhân và để bác sĩ có một hướng điều trị đúng cho trường hợp mắc bệnh như vậy. Xin cảm ơn bác sĩ Lan. Vậy thì bác sĩ Lan cũng đã giúp khán giả Hải Linh có thể có lời khuyên về một số những cái tình huống có thể gặp phải với những cái triệu chứng mà khán giả Hải Linh đưa ra. Vậy thì như bác sĩ Lan vừa chia sẻ đó là nếu như bạn sau khi áp dụng một số cái phương pháp như bác sĩ Lan vừa chia sẻ mà chúng ta không cảm thấy triệu chứng này nó giảm đi thì chúng ta vẫn cần phải đi thăm khám để có thể biết chính xác tình trạng với mẹ bạn đang là gì. Vâng, câu hỏi gửi tới bác sĩ từ khán giả Long An với nội dung như sau. Chào bác sĩ, tôi được biết là thoái hóa điểm vàng là một bệnh khá nguy hiểm và cũng gặp rất là phổ biến ở đối tượng người cao tuổi. Vậy làm thế nào để tôi có thể phát hiện là mình đang có dấu hiệu của thoái hóa điểm vàng? Xin mời bác sĩ Lan ạ. Thoái hóa điểm vàng, cái dấu hiệu đầu tiên đó là thị lực sẽ giảm. Bên cạnh cái dấu hiệu thị lực giảm thì nó thấy có những rối loạn về thị giác, thì nhìn mờ và méo hình, và bạn khi nhìn có thể thấy những cái điểm đen trước mắt. Để phát hiện bệnh lý này thì các khán giả bắt buộc phải đi khám chuyên khoa sâu, bằng cách nếu như chỉ khám một cái thông thường, nghĩa là những cái phòng khám hoặc những nơi họ không có chuyên sâu mắt, thì chỉ có thể nghi ngờ và hướng đến. Khi để có một chẩn đoán xác định chắc chắn để điều trị, chúng ta cần đến những cơ sở khám chuyên sâu về mắt. Chúng tôi sẽ phải chụp đáy mắt, chụp cắt lớp, chụp mạch hướng quang, tất cả cái đó sẽ phục vụ cho chúng ta xác định thoái hóa điểm vàng thể nào, và để điều đó sẽ quyết định đến điều trị. Thoái hóa điểm vàng, người ta gọi là thoái hóa vàng điểm tuổi già, đây là thực sự là một bệnh lý nghiêm trọng, là bệnh lý ảnh hưởng thị lực khá nặng nề và có chia ra làm hai thể là thoái hóa loại thể khô và thể ướt. Đặc biệt với thể ướt thì gây ra một cái tình trạng là tân mạch, những cái mạch máu mới sinh ra thì võng mạc và làm mất thị lực khá nhanh. Những trường hợp đó các bác càng cần phải khám sớm để phát hiện. Trước đây thì thực sự với y học trước đây thì những trường hợp này gần như là bó tay, gần như không cải thiện được tình trạng thì phát hiện ra và dùng những thuốc dinh dưỡng. Nhưng ngày nay thì tiến bộ của khoa học, chúng ta đã có những thuốc để phòng tránh sự tăng sinh những cái tân mạch máu đó và để mang lại được thị lực tương đối cho người bệnh. Với thể khô thì thường là tiên lượng nhẹ hơn, nhưng bệnh nhân lại thường hay bị hai mắt và do tổn thương của cái tế bào thần kinh là cái vùng hoàn liệt, cái vùng trung nhìn thị lực.
tóm lại với một trường hợp thoái hóa hoặc điện tuổi già hay gặp tuổi già gặp trên điện cơ địa, những người hút thuốc, béo phì, tăng huyết áp và những bệnh lý như trong những môi trường hóa chất thì các bác cần phải khám một cách định kỳ để chúng ta phát hiện sớm và để kịp thời phòng tránh và điều trị khi bệnh trong giai đoạn khởi phát. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Lan đã giúp không chỉ khán giả Long An mà chúng tôi đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích về tình trạng thoái hóa hoàng điểm hay còn gọi là thoái hóa điểm vàng. Đây là một tình trạng mà gặp rất là phổ biến ở đối tượng người cao tuổi và cũng cần phải có cái sự kiểm soát và phát hiện sớm để ngăn chặn những cái biến chứng có thể xảy ra với chúng ta. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo từ khán giả Minh Nguyễn. Bác Minh Nguyễn có hỏi rằng tôi năm nay 70 tuổi, hôm vừa rồi đi khám thì được chẩn đoán là đục thủy tinh thể với thị lực mắt trái khoảng 4/10 và mắt phải 3/10 và đã có chỉ định phẫu thuật. Tôi có chút lo lắng và vì nghe nói là sau khi phẫu thuật thì không nên để mồ hôi và nước mắt chảy trong vòng 1 tháng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là tôi phải ngừng các hoạt động có thể ra mồ hôi như là tập thể dục hay là làm các công việc nặng, có đúng không thưa bác sĩ? Xin mời bác sĩ Lan chia sẻ với khán giả Minh Nguyễn. Trước tiên là cũng để khán giả hiểu rõ cái bệnh của đục thủy tinh thể và phương pháp điều trị. Ngày nay với một tiến bộ mới của khoa học, chúng ta sử dụng phương pháp phẫu thuật phaco để điều trị đục thủy tinh thể. Là một phương pháp đường với một cái đường rạch vào chỉ có 2.6 ly và thể thủy tinh đục được hút ra thì bằng năng lượng siêu âm. Khác với trước đây thì chúng ta phải mở đường rộng từ 2 giờ cho đến 10 giờ thì ngày nay đường rạch của chúng ta chỉ có 2.6 ly. Với một đường mổ như vậy và với một cái phương pháp mổ tân tiến như vậy, thường một mổ chỉ kéo dài khoảng 5 đến 7 phút. Không có sự va chạm vào mạch máu, không có sự chảy máu, không có sự tiêm thuốc tê, chỉ là nhỏ thuốc tê bề mặt. Đó là tất cả những phẫu thuật an toàn và mang lại thị lực cũng như cái đường mổ tối ưu nhất cho người bệnh. Chính vì vậy, cái sự chăm sóc sau mổ cũng đơn giản hơn rất nhiều so với phương pháp phẫu thuật ngoài năm để điều trị đục thủy tinh thể trước đây. Vết mổ thì hoàn toàn không khâu, chính vì thế nó có thời gian liền. Tính chất của cái giác mạc nó có sự đàn hồi rất tốt, vì vậy chỉ cần khi với một đường rạch mổ chuẩn chính xác thì các khi rút ra là vết mổ đã có sự mép, vết mổ đã có sự liền. Vậy cái việc chăm sóc sau mổ thì thực sự là việc phẫu thuật thủy tinh này mang lại cho ta hiệu quả tối ưu và nhanh chóng. Thì cái việc các bác có thể hoạt động trở lại bình thường không quá đáng lo ngại qua cái việc tôi đã phân tích về cái đường mổ cũng như cái phương pháp mổ. Vậy cái việc chúng ta giữ gìn là thế nào? Sau trong tuần đầu tiên, thực ra ngay sau khi mổ hoàn toàn nhân có thể hé mắt lên lại bình thường, ngày hôm sau bỏ băng là thậm chí có thể là không băng mắt nếu chúng ta ở trong một môi trường an toàn, và hoàn toàn có thể nhìn, xem TV, đọc sách, làm mọi việc, nhưng với điều kiện trong thời gian đầu chúng ta sẽ từ từ ít một, tránh cái khoảng thời gian bị sử dụng quá nhiều. Vậy mồ hôi với những sinh hoạt thể lực nặng hơn, ví dụ như chơi thể thao, thì để an toàn có thể giữ sau một tuần. Và tuy nhiên như tôi nói, cái vết mổ có sự đàn hồi và liền thì mình chơi gần như là ít khi cái có chuyện mà mồ hôi bệnh nhân tràn vào trong mắt lắm. Còn thực ra là chúng tôi cũng có khuyến cáo là hoàn toàn người bệnh có thể chơi lại được, nhưng cái sự mình chơi khi nhẹ nhàng thì nó sẽ cái lượng mồ hôi tiết ra nó cũng không nhiều, và phần lớn thì tôi cũng thấy là để mà mồ hôi tiết ra mà nó vào thấm vào trong mắt thì nó là phần lớn nó là một cái hoạt động thể lực khá nặng. Chứ còn thực ra kể cả thể thao thông thường, đạp xe, chơi cầu lông thì nó cũng rất ít để mà thấm vào trong mắt. Còn trong trường hợp chúng ta ví dụ có những cơ địa, có những bác mà phải hôn nhiều ra, những trường hợp đó chúng ta cũng không quá lo lắng. Dùng nước muối và dùng thuốc theo trong đơn chúng tôi sau khi điều trị về sẽ có đơn thuốc cho các bác dùng trong 2 tuần và hoàn toàn mình vẫn có thể yên tâm được. Nhưng mà thực sự là hy hữu trường hợp chúng tôi cũng chưa gặp đến những bệnh nhân nào đến mức độ sau khi mổ mà ra mồ hôi đến mức đầm đìa vào mắt như vậy. Và thậm chí những bệnh nhân đây chúng tôi vẫn hỏi là có những bác chơi cầu lông thứ sau 1 tuần là có thể hoạt động lại một cách nhẹ nhàng, còn đạp xe thì thực tế chỉ trong khoảng 2-3 ngày sau là các bạn có thể đạp xe nhẹ nhàng dạo quanh hồ, dạo quanh phố được. Là thực tế nó không nghiêm trọng và không quá nguy hiểm, chỉ cần là các bác hiểu và làm theo tuân thủ theo đúng hướng điều trị của bệnh viện sau khi phẫu thuật. Nhưng đương nhiên hiểu cũng có những trường hợp đặc biệt, cũng rất mong các lưu ý, có những cá thể cũng khá đặc biệt. Vậy cái việc của chúng ta quan trọng là theo sát chỉ định của bác sĩ, và khi có dấu hiệu bất thường hoàn toàn có thể liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn, hướng dẫn cách điều trị và cách chăm sóc đôi mắt hợp lý nhất.
Xin cảm ơn chia sẻ của bác sĩ Lan. Vậy thì như bác sĩ Lan vừa chia sẻ đó là hiện nay với công nghệ trong việc điều trị đục thủy tinh thể tại hệ thống của chúng tôi thì quý vị hoàn toàn có thể yên tâm rằng là cái thị lực cũng như là sức khỏe của bệnh nhân sau khi phẫu thuật sẽ được hồi phục rất là nhanh chóng, và cộng thêm với đó với việc tuân thủ những hướng dẫn của chúng tôi sau khi bệnh nhân phẫu thuật thì chúng tôi tin rằng là bệnh nhân sẽ sớm có được cái thị lực tối đa và cũng như là sẽ không bị ảnh hưởng nhiều tới chế độ sinh hoạt và làm việc của bệnh nhân. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo từ khán giả Trúc Lan, hỏi bác sĩ như sau. Bác của tôi năm nay 88 tuổi, bị bệnh Alzheimer và vừa qua thì bác bị đau mắt, mắt da rỉ màu trắng và cũng như là trong ngày thì bị chảy nhiều nước mắt, đặc biệt là rất là ngứa và liên tục đưa tay lên rụi mắt. Và gia đình tôi đã nhỏ nước muối sinh lý cho bác, tuy nhiên là không thấy có đỡ. Vậy thì bác sĩ tư vấn giúp tôi có thể dùng thuốc gì để nhỏ hay không, bởi vì cũng khó để đưa bác đi khám. Xin mời bác sĩ Lan tư vấn cho một cho khán giả. Vâng, quả thật trong những trường hợp mà bệnh nhân khó đến khám ấy, để bác sĩ cho ra được một hướng điều trị cụ thể thì đấy là một bài toán rất khó đối với chúng tôi. Trong cái trường hợp này chúng tôi chỉ dám tư vấn cái mà tôi hướng nhiều đến, đó là cái khả năng là mắt bị khô mắt. Thứ nhất, có thể ngoài cái khô mắt ta có thể kèm theo một cái viêm bờ mi, và thậm chí cũng có thể không viêm bờ mi mà chỉ khô mắt thôi thì cũng có thể cũng gây ra dấu hiệu ngứa, cộm, chói, chảy nước mắt. Và nhiều người cũng có hỏi là tại sao tôi nghĩ là khô mắt, tức là không có nước mắt, tại sao nước mắt cứ chảy, thế là bác sĩ vẫn gọi là khô mắt. Vâng, tôi cũng xin giải thích rằng là khô mắt không phải có nghĩa là không có nước mắt, nhưng có nước mắt nhưng cái thành phần của khi nước mắt nó không đầy đủ, đặc biệt nó thiếu cái chất nhầy oxy nên không có sự gắn kết, và những nước mắt thật ra nó cũng trôi tuột. Và chính bản thân cái việc khô mắt nó làm cho cái môi trường tại mắt, cái sự dinh dưỡng và sự đề kháng của nó kém, và càng dễ bị những cái viêm kết mạc, cái viêm bờ mi cái, nhưng mà thường là những cái viêm kết mạc bờ mi mãn tính thì bệnh nhân mới hay vẫn cứ ở nhà thường không điều trị. Nhưng thực sự trong cái trường hợp viêm kết mạc cấp tính, bệnh nhân mắt đỏ ngầu, da rỉ dính chặt, thậm chí nhức cổ thì rất khó chịu, chắc chắn bệnh nhân sẽ đi khám. Vậy trong trường hợp này thì thực ra để mà tư vấn một cái điều trị ban đầu ấy thì chỉ khuyên là thứ nhất các bác uống đủ nước và tra nước muối sinh lý, là đi ra ngoài cũng đeo kính chống nắng chống bụi, và ăn uống dinh dưỡng đầy đủ. Nếu các dấu hiệu của sự cải thiện chúng ta cũng nên sắp xếp có thời gian để đi khám, còn khi không có dấu hiệu cải thiện thì chắc chắn nên đưa bệnh nhân đến khám càng sớm càng tốt để chúng tôi xác định chắc chắn nguyên nhân bệnh lý là gì, chúng tôi mới có thể cho thuốc điều trị được. Còn thực sự trong những trường hợp như này chúng tôi không bao giờ dám kê hay tư vấn cho bệnh nhân dùng kháng sinh nọ hay là chống viêm kia, mà chúng tôi chỉ dám nói là hãy dùng nước muối và có thể thêm kèm thêm đó là nước mắt nhân tạo, và sau đó sắp xếp thời gian để đi khám. Xin cảm ơn tư vấn của bác sĩ Lan. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo của khán giả Lâm Nguyễn như sau. Chào bác sĩ, tôi năm nay 56 tuổi, đã đang đeo kính não 1.75 dioxide, và thời gian gần đây do phải sử dụng máy tính và điện thoại nhiều nên tôi thường xuyên có cảm giác bị cộm mắt. Vậy xin bác sĩ tư vấn giúp tôi hiện tượng cộm mắt của tôi là bệnh gì và có thể dùng thuốc gì để cải thiện tình trạng cộm mắt này hay không? Xin mời bác sĩ Lan ạ. Vâng, trước một cái tình trạng cộm mắt trên một bệnh nhân cũng có tuổi rồi lão thị, thì việc đầu tiên mà có nghĩa là trên những trường hợp này hiện bây giờ ấy, thì với xã hội chúng ta văn minh thì các bác ấy sẽ đi vẫn còn sử dụng con mắt rất nhiều, mặc dù mình có về hưu đến 56 tuổi đúng không, thì nếu có về hưu hoặc là chưa việc thì chắc chắn đôi mắt của bác vẫn được sử dụng. Việc đầu tiên chúng tôi sẽ cần xác định, đây là tôi đang muốn nói từ xa nhé, còn khi mà đến khám ấy, thì sẽ phải xác định với nguyên nhân đầu tiên gây cộm, đó là phải loại trừ có yếu tố viêm không. Rất nhiều bệnh nhân đến thì chúng tôi thực sự có dấu hiệu như bác này đến và sau đi khám bác sĩ bảo không có viêm, thế các bệnh nhân bảo thế sao vẫn cộm với chảy nước mắt. Vậy chúng tôi xin nói một nguyên nhân cộm và chảy nước mắt khá gặp khá nhiều, đó là bệnh nhân dùng kính chưa đủ số, là trên những trường hợp bệnh nhân có thể có cụm xạ lão thị hay là kèm theo viễn thị, nhưng với kính mà rất đặc biệt gặp rất nhiều trường hợp là không đi khám và không đo kính chính xác trên từng cá thể đâu, nghĩa là các bác có thể thậm chí mượn kính của chồng, mượn kính của vợ, hay là đi ra hàng kính và cảm thấy dùng tạm cái nào đó và đeo được lúc đấy là thế là về sử dụng. Thứ nhất, nếu như trên trường hợp chúng ta dùng kính mà không đủ số, không đúng số hay trên cái thông số kỹ thuật nó không đảm bảo thì sẽ ảnh hưởng đến chức năng con mắt, gây ra một sự rối loạn điều tiết. Chính vì thế dùng kính mà mặc dù đeo kính rồi nhìn chỉ được một lúc thôi, sau đó lại mờ, chói, và đồng thời vì mình vẫn sử dụng mắt cho nên gây chói, cộm, chảy nước mắt. Một cái thứ hai nữa là có những bác là cố, nghĩa là mắt cũng lão thị rồi phải sử dụng kính rồi thì mới đọc, và tôi đọc được mà lại cố đọc và sau đó gây ra cộm chảy nước mắt, nhưng chỉ chăm chăm nghĩ đến là có viêm cái gì không, cũng không nghĩ đến là
do mình sử dụng kính chưa đúng và chưa hợp lý. Một vấn đề thứ ba nữa là về cả tuổi này, về môi trường và khí hậu, nên sẽ gặp rất nhiều trường hợp khô mắt và gây ra những cái cộm và chảy nước mắt. Chúng tôi muốn nói rằng những tất cả những trường hợp này hoàn toàn không có viêm. Chính vì thế bệnh nhân đến khám chúng tôi hay khi bác sĩ kết luận là không viêm thì có vẻ như không thoải mái lắm, cứ muốn nghĩ để tôi phải viêm cơ thì mới bị như vậy. Và sau khi nghe giải thích và cũng qua cái hướng điều trị chúng tôi thấy hiệu quả, thì bác sĩ cũng đã nhận định được cái lý do, cái nguyên nhân là mình có dấu hiệu như vậy. Và chúng tôi cũng nhắc lại tất cả những trường hợp như này bác sĩ chúng tôi chỉ dám được tư vấn, còn chúng tôi cũng không dám khẳng định được là bác bị rơi vào trường hợp nào trong những nguyên nhân chúng tôi vừa nói. Và một lời khuyên vẫn là các bác cố gắng sắp xếp thời gian để chúng ta có thể đến các cơ sở khám mắt để chúng ta có bác sĩ chăm sóc thực sự chính xác trên từng cá thể bệnh và đưa ra được nguyên nhân trên từng bệnh nhân một là lý do bệnh làm sao và kết quả điều trị như thế nào. Và chúng tôi sẽ có một tư vấn, một cái liệu trì chăm sóc lâu dài, có những bệnh lý là chăm sóc tại đó sau thời gian đâu là khỏi, và có những bệnh lý sẽ phải theo dõi dài trong khoảng thời gian bao lâu. Xin cảm ơn bác sĩ Lan. Vậy thì với triệu chứng cộm mắt của khán giả có hỏi ở đây thì bác sĩ Lan cũng đã đưa ra một số những cái chẩn đoán mà có bệnh nhân có thể gặp phải. Tuy nhiên để khẳng định chính xác tình trạng của bệnh nhân thì chúng ta vẫn cần tới thăm khám để chúng tôi có thể trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân cũng như là có cái hướng điều trị phù hợp với từng cái chẩn đoán đó. Vâng, vậy thì với những chia sẻ từ đầu chương trình tới giờ của bác sĩ Lan thì chúng ta cũng có thể thấy rằng với bệnh nhân người cao tuổi thì không chỉ gặp nguy cơ về những tình trạng bệnh lý toàn thân như là xương khớp hay nhiều vấn đề khác, thì mắt của chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với rất nhiều tình trạng bệnh lý nguy hiểm. Vậy thì trước khi kết thúc chương trình, xin mời bác sĩ Lan có thể cho quý vị khán giả của chúng tôi một số lời khuyên để có thể giúp chúng ta có thêm nhiều kiến thức cho việc chăm sóc sức khỏe mắt cho người cao tuổi, được không ạ? Xin mời bác sĩ Lan. Trong vấn đề chăm sóc mắt, sức khỏe đôi mắt cho người cao tuổi, nhất chúng ta sẽ chia ra làm hai nhóm. Một nhóm là người cao tuổi có những bệnh lý mãn tính kèm theo, đó là gì, tiểu đường, tăng huyết áp, và phần đông chúng ta gặp cái tỷ lệ đó. Thì với những tiểu đường và tăng huyết áp không chỉ là bệnh lý toàn thân mà sẽ có ảnh hưởng song hành đến đôi mắt. Chính vì vậy chúng tôi có lời khuyên với nhóm này, các bác nên theo dõi định kỳ 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, chúng tôi kiểm tra tất cả những tình trạng bệnh lý của huyết áp, tiểu đường liên quan đến bệnh lý mắt để có hướng xử lý, điều trị và theo dõi kịp thời. Còn với nhóm thứ hai, nghĩa là những người già mà không có những tiền sử bệnh lý ảnh hưởng đến mắt, thì chúng tôi cũng khuyên là mình cũng có kế hoạch để chăm sóc mắt định kỳ 3 tháng, có thể 6 tháng dài hơn. Đặc biệt có một quan điểm như thế này mà chúng tôi gặp cũng tương đối nhiều, tức là những người già có đi khám mà chúng tôi xác định không có những bệnh lý ảnh hưởng đến mắt về toàn thân như tiểu đường, huyết áp, nhưng bệnh nhân có một cái đục thể thủy tinh thể. Bản chất cái đục thể tinh thể tuổi già nó do quá trình lão hóa, vậy nó sẽ gặp cho tất cả các người già. Cái người già nào cũng lão hóa, nhưng đương nhiên cái thời gian, tuổi tác, thời điểm nó sẽ tùy từng người. Ví dụ có những người thì sớm, có người thì muộn. Chính vì vậy với những người già mà bị đục thể tinh thể chắc chắn sẽ xảy ra. Vậy thì bệnh nhân cũng các bác cũng nên có một cái kế hoạch chăm sóc đôi mắt của mình và khách khám định kỳ. Và một cái quan điểm như tôi có nói trước ấy, nghĩa là có nhiều người già đến và sau khi nói rằng là bác bị đục thủy tinh thể nhìn mờ thế này rồi, vậy chúng ta nên xử lý bằng cách điều trị bệnh lý đó bằng cách thay thủy tinh từ trạng thái đục, thay một cái thủy tinh trong để bác nhìn sáng. Và quan điểm của một số người có lắc đầu ngay, thôi già rồi, sắp chết rồi, hay làm gì với tôi, sắp chết được không? Nhưng thực sự đó là một quan điểm tất cả chúng ta cần nhìn nhận lại. Bởi vì sao? Khi chúng ta càng già, chúng ta càng cần một đôi mắt sáng. Và đặc biệt có những cụ già mà phải sống, thực sự là phải sống đơn thân ấy, thì độ sức khỏe của đôi mắt càng là một vấn đề quan trọng đối với cuộc sống. Và chúng tôi cũng thực sự cảm thấy rất là hạnh phúc khi với những người già mà khi họ đến khám với một đôi mắt mà người ta cảm thấy chán lắm, người ta bảo tôi đã già đúng mà mân chân thì chậm, mắt thì mờ, ăn cũng không biết tôi gắp cái gì, con cháu gắp cho cái gì, ăn được cái đấy, tự không chăm sóc được, và họ cảm thấy rất là chán cả cuộc sống, cái chất lượng cuộc sống rất là kém. Sau khi được bác sĩ tư vấn và khám và đưa ra hướng điều trị, và bệnh nhân đã hợp tác với tôi trong các vấn đề phẫu thuật thủy tinh. Như tôi nói, đó là một buổi sáng đi khám, và khi có chỉ định phẫu thuật thủy tinh được và phương pháp PACO, chúng tôi chọn làm mọi thủ tục và cho bệnh nhân làm bệnh án hồ sơ. Trưa chúng tôi phẫu thuật, vào đầu giờ chiều bệnh nhân về một đôi mắt sáng, và ngày hôm sau mình khám lại được cụ cười một cách sung sướng thực sự, mà người ta đã cảm nhận thấy rằng cái cuộc sống rõ ràng chất lượng hơn hẳn, và cảm thấy rằng cũng đúng thực sự là không phải là càng
khi càng tuổi càng già mà không sắp xuống lỗ hay là sắp 2-50 không cần đến sức khỏe đôi mắt, và hoàn toàn ngược lại, đôi mắt, sức khỏe đôi mắt sẽ giúp đến cái chất lượng cuộc sống của các bạn, của các bác, nó sẽ được đảm bảo tốt hơn và cuộc sống của các bạn sẽ có ý nghĩa hơn. Chính vì thế một lời mà chúng tôi muốn nhắn nhủ đến là với các bác tuổi già thì càng cần đôi mắt sáng hơn, vậy chúng ta hãy chăm sóc sức khỏe đôi mắt một cách định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ. Còn ngoài cái việc chăm sóc khám thì đương nhiên tất cả bệnh lý khác không chỉ đôi mắt, chúng ta vẫn đảm bảo một chế độ hoạt động sinh hoạt lành mạnh, tập thể dục thể thao, và khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào chưa đến thời kỳ định kỳ khám mắt thì cũng mong các bác chưa thể đến khám ngay thì cũng gọi điện cho những đặc biệt bệnh viện chúng tôi, hotline luôn mở để sẵn sàng đón trả những câu hỏi và những thắc mắc của các bác để chúng tôi tư vấn được kịp thời. Vì thực sự có những bệnh lý các bác đến muộn thực sự cũng rất đáng tiếc, rất buồn cho bác sĩ và rất buồn cho bệnh nhân, và cũng mừng là trong thời gian Covid khi không đến được thì cũng rất nhiều những trường hợp mà được chúng tôi tư vấn và đã cứu được những tình trạng đôi mắt mà nếu đến muộn thì có thể để xảy ra những tình trạng đáng tiếc cả cho bệnh nhân, gia đình và bác sĩ. Vâng, xin cảm ơn những lời khuyên rất cụ thể của bác sĩ Lan, và hy vọng rằng với những lời khuyên vừa rồi của bác sĩ Lan thì tất cả chúng ta, những người con cháu sẽ có những cái kiến thức để giúp chúng ta có thể quan tâm và chăm sóc tốt hơn tới đôi mắt của bố mẹ cũng như ông bà của chúng ta. Và quay trở lại một chút với câu hỏi mà đầu chương trình chúng tôi đã đưa ra, đó là đáp án cho câu hỏi bệnh lý tại mắt thường gặp nào ở người cao tuổi thì có thể dẫn tới nguy cơ mù lòa, và đáp án chính xác của chúng tôi đó là đáp án B, bệnh lý đục thủy tinh thể. Như bác sĩ Lan vừa chia sẻ đó là khi có chỉ định chúng ta cần phẫu thuật để giải quyết bệnh lý đục thủy tinh thể thì chúng ta nên sắp xếp sớm để có thể thứ nhất là đạt được thị lực để chúng ta có thể có một chất lượng cuộc sống tốt hơn, và cũng đồng thời là tránh nguy cơ để bệnh lý này tiến triển hơn thì cũng có thể dẫn tới nguy cơ mù lòa và nhiều bệnh lý nghiêm trọng hơn nữa. Chúng tôi sẽ liên hệ với những quý vị khán giả đã có câu trả lời đúng để có thể gửi tặng những suất quà tặng mà chúng tôi đã đưa ra. Vâng, và tới đây chúng tôi xin phép được kết thúc chương trình livestream tuần này với chủ đề Sáng mắt sáng niềm tin, người cao tuổi điểm tựa gia đình và xã hội. Và cảm ơn bác sĩ Thu Lan đã giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về rất nhiều bệnh lý có thể gặp tại người cao tuổi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, và nếu như quý vị có thắc mắc hay câu hỏi nào thì quý vị hãy để lại qua các kênh thông tin của chúng tôi để chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp cũng như là giải đáp trong những chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào lúc 15 giờ chương trình 6 tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.